Đây là bạn rối mầu. Hôm nay là một ngày có thật nhiều xáo trộn. Mầu không hiểu vì sao mình rối bời đến vậy. Này này, bạn rối mầu, trông bạn thật rũ rượi. Đó là vì cảm xúc lẫn lộn hết cả rồi. Mình có thể giúp bạn tách cảm xúc từng màu rồi cất vào các lọ, cho bạn tự ngắm mình để mà còn soi tỏ. Đây là màu hạnh phúc, rực rỡ như mặt trời, lấp lánh như mặt trăng. Khi mà bạn hạnh phúc, bạn sáng sủa, nhẹ bỗng. Bạn nói cười, nhảy cẫng, rồi thì bạn múa may. Bạn muốn hét lên rằng: trời ơi, tôi hạnh phúc. Còn đây là nỗi buồn. Nỗi buồn thì dịu dàng, như là một ngày mưa. Khi nào mà bạn buồn, bạn cô đơn, bạn khóc, nhưng vào những lúc ấy, bạn đưa tay mình nắm. Đây là bạn tức giận, nó bùng lên như lửa, nó khiến bạn dậm chân, rồi thì bạn la hét. Có khi bạn gào thét: đời chẳng phải màu hồng. Và đây là nỗi sợ. Nỗi sợ có màu đen, như là đêm sâu thẳm. Nỗi sợ thường trốn kín, trong toàn là bóng đen, như một kẻ hèn nhát. Khi ngồi trong nỗi sợ, bạn nghĩ mình nhỏ bé, bạn thấy mình cô đơn. Nhưng khi nào bạn sợ, hãy nói ngay với mình, và chúng mình cùng đi xuyên qua màn đêm tối. Đây là màu bình yên, tĩnh lặng như cây cỏ, êm đềm như chiếc lá. Vào một trưa mùa hạ, mắc võng ngủ ngoài hiên, hít thở chậm và sâu, chà, thật là dễ chịu. Giờ thì xong rồi đó. Hãy nhìn lại tất cả những cảm xúc lẫn lộn. Mỗi thứ có một màu. Màu vàng là hạnh phúc, màu xanh là nỗi buồn, màu đỏ là tức giận, nỗi sợ là màu đen, bình yên là xanh lá. Thế còn đây là gì? Sao trông bạn lạ thế? Này này, bạn rối mầu, như này là như gì?